Hội chữ thập đỏ huyện Vĩnh Cửu phối hợp Trung tâm truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức đợt hiến máu tình nguyện tại công ty trách nhiệm hữu hạn Changxin Việt Nam, khu công nghiệp Thành phố. Đợt hiến máu này thu hút đông đảo cán bộ, công nhân, người lao động trong công ty tham gia. Kết quả, trong một buổi sáng sàng lọc, Trung tâm truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận được 282 đơn vị máu. Đây là đợt hiến máu thứ 5 tính từ đầu năm 2019 đến nay, nâng tổng số đơn vị máu thu được trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu là 921 đơn vị máu.